Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Máy Thông Dịch.com. Hôm nay Máy Thông Dịch.com sẽ làm một video để giải đáp thắc mắc của khách hàng về máy phiên dịch Travis Stego, dòng máy phiên dịch tốt nhất thế giới hiện nay vừa được ra mắt vào tháng 2. Có hai câu hỏi được rất nhiều khách hàng hay hỏi nhất khi gọi đến công ty Máy Thông Dịch.com là: câu hỏi đầu tiên, máy phiên dịch Travis có khả năng phiên dịch hội nghị, cuộc họp được không? Câu hỏi thứ hai, máy phiên dịch Travis có hỗ trợ dịch video được không? Đây là hai câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khách hàng Máy Thông Dịch.com hiện nay. Sau đây, Máy Thông Dịch.com sẽ lần lượt trả lời từng câu hỏi như sau. Về câu hỏi đầu tiên, máy phiên dịch Travis có khả năng dịch hội nghị, cuộc họp được không? Câu trả lời là chưa có dòng máy nào hiện nay có khả năng hỗ trợ dịch hội nghị hay cuộc họp được, kể cả dòng máy phiên dịch tốt nhất thế giới hiện nay là Travis Stego. Tại vì trong một buổi họp hội nghị, hội thảo, người nói sẽ nói liên tục và ngắt nghỉ ngẫu nhiên. Khi diễn giả đang nói tiếp thì máy đã bắt đầu dịch, chắc chắn sẽ không dịch kịp hết tất cả những gì mà diễn giả đang nói. Chưa kể đến trong những hội nghị, hội thảo lại có hay sử dụng những từ ngữ chuyên môn, chuyên ngành trong lĩnh vực của riêng mình thì máy phiên dịch sẽ khó phiên dịch chuẩn xác được. Máy phiên dịch chỉ thích hợp để sử dụng khi bạn cần giao tiếp trực tiếp với đồng nghiệp, đối tác, sếp. Có những khách hàng thắc mắc tại sao trong hội nghị hội thảo, họ nhìn thấy những người tham gia chỉ cần đeo tai nghe là có thể hiểu được nội dung của người diễn thuyết đang nói. Trong trường hợp này, mình cũng xin giải đáp như sau. Những tai nghe hoàn toàn không có khả năng phiên dịch. Đây chỉ là những phụ kiện giúp người tham gia có thể nghe được bản dịch do chuyên viên phiên dịch dịch thuật. Những người chuyên viên này sẽ ngồi trong buồng cabin tiếp nhận câu nói của diễn giả và dịch song song theo những gì diễn giả nói. Sau đó, bản dịch sẽ được thu và phát qua tai nghe của mỗi người tham dự. Những chuyên phiên dịch này không những giỏi về ngôn ngữ chuyên môn của ngành được phiên dịch mà còn giỏi phán đoán ý của diễn giả. Đây chính là câu trả lời cho thắc mắc tại sao chỉ cần đeo tai nghe lên trong hội nghị hội thảo là có thể hiểu được những gì diễn giả nói. Tóm lại, câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi đầu tiên chính là chưa có dòng máy nào hỗ trợ phiên dịch hội nghị, hội thảo và cuộc họp. Máy phiên dịch hỗ trợ tốt nhất khi bạn dùng để giao tiếp trực tiếp với sếp, đồng nghiệp hoặc đối tác. Tiếp theo là câu hỏi thứ hai, máy phiên dịch Travis có hỗ trợ dịch video được hay không? Về dịch video, hiện tại máy phiên dịch Travis vẫn có thể hỗ trợ phiên dịch được video, nhưng bạn phải đảm bảo hai yếu tố sau để máy có thể nhận diện và dịch tốt được. Thứ nhất, thiết bị phát ra video phải đảm bảo âm thanh rõ. Thứ hai, máy chỉ nhận diện tốt từ 3 đến 5 câu, nên bạn cần nhấn ngưng video khi máy nhận diện đủ từ 3 đến 5 câu. Thật sự khó khi dùng máy phiên dịch để dịch video, vì thứ nhất là khó sử dụng. Và thứ hai là những video của bạn phải là những video giao tiếp cơ bản, không chứa những từ chuyên môn, chuyên ngành sâu. Hiện tại, công nghệ máy phiên dịch chỉ đang đạt mức hỗ trợ phiên dịch tốt khi giao tiếp trực tiếp. Còn đối với những chương trình hội nghị, hội thảo hay dịch video thì vẫn cần phải có những chuyên viên phiên dịch chuyên nghiệp để hỗ trợ. Mong là video lần này đã giải đáp được thắc mắc của mọi người cho câu hỏi máy phiên dịch có hỗ trợ phiên dịch được trong chương trình hội nghị, hội thảo hay video hay không. Cần hỗ trợ thêm bất kỳ thông tin nào về máy phiên dịch Travis, bạn vui lòng liên hệ số hotline 0938335696. Đặc biệt đừng quên nhấn like, subscribe kênh Máy Thông Dịch.com để đón chờ những video mới nhất nhé. Quan trọng nhất là hãy để lại câu hỏi hoặc yêu cầu về video tiếp theo cho Máy Thông Dịch.com nhé. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.